Xin chào các bạn. Hôm nay mình có xử lý một cái lỗi của cái khóa kích nhạc của chiếc 30 hoặc là 54, nó đều giống nhau. Rồi trong thời gian vừa qua mình có nhận sửa một chiếc đồng hồ, sửa rất nhiều chiếc đồng hồ mà các bạn sửa cái lỗi này không thành công, rồi dẫn đến gãy hư, nên tắt cái quạt lên hơi ổn. Hôm nay mình chia sẻ một cái cách làm như này. Thường nó hụt, nó không có kích mở khóa được. Thì trước tiên ta tháo nó ra. Tháo ra ta copy cái hình ảnh ban đầu của nó lại bằng cách là đặt lên một cái tờ giấy. Đấy, ta vẽ lại cái hình đó. Ta lưu lại cái hình dạng ban đầu của nó như thế này. Sau đó là ta làm duỗi nó ra bằng hai cách. Cách thứ nhất là duỗi bằng cái điểm uốn này. Cách thứ hai thì co vào cái điểm uốn này, hoặc kết hợp cả hai cách, vừa là duỗi điểm uốn này và co lại điểm uốn này thì ta không có uốn. Bởi vì nó phẳng như này mình không có thể uốn được, uốn nó sẽ nứt ngay. Thì ta sẽ dùng, ở đây tôi sẽ dùng cái cách là thực tán vào trong cái bụng của cái này và tán vào lưng của cái này, thì tức là cái này nó sẽ duỗi ra và cái này nó co lại, kết hợp cả hai cách. Sau đây mời các bạn theo dõi mình làm nhé. Đây, sau khi mình tán lần thứ nhất, hai điểm tán ở đây, giờ mình chiếu vào để các bạn nhìn nhé, xem cái mức độ biến dạng của nó được nhiều ít này. Đó, nó đã biến dạng, nó đã nâng lên được khoảng tầm khoảng hơn 1 ly rồi, 2 ly rồi. Giờ tôi tiếp tục đi làm cái điểm uốn này nữa, cũng tán vào đây. Cái này mình muốn nó co lại thì mình tán vào phần lưng của nó. Rồi, rồi tôi để dần nó lên trên cái mặt phẳng để lấy cái độ phẳng. Rồi, đây. Sau khi tán nó được như thế này. Và đây là cái kết quả. Đây. Nó đã tăng được thêm tới 3 ly rồi. Giờ mình lắp vào để các bạn xem kết quả nha. Đấy, sau một thời gian mình canh chỉnh bằng cái cách đó thì mình lắp vào hoàn chỉnh. Thế này nó đã hoạt động được rồi này. Và đồng thời nó biết tự động nghỉ bỏ để đánh lại đúng giờ. Đấy, ví dụ bây giờ tôi kích cho nó đánh lỗ đi một nhịp. Giờ là bản 30 phút, trong khi đó kim đang hiển thị ở 15 phút. Đấy, tiếp theo là đến bản 45 phút này. Lần quay kim tiếp theo ở cái mức này nó sẽ nghỉ, nó không đánh. Đó. Và giờ đến chẵn giờ nó sẽ chơi. Rồi, ok, như vậy là đã thành công. Chúng ta xem video vui và có thể áp dụng cho cái việc tinh chỉnh chiếc đồng hồ của nhà mình, Odo 30 hoặc là Odo 54. Cái nguyên lý mở khóa của nó đều giống nhau. Chúng ta có thể áp dụng theo cách này. Có rất nhiều bạn khi gửi chiếc đồng hồ đến tôi thì cái chi tiết này đã bị biến dạng, thậm chí có những chiếc bị gãy do uốn, không biết cách uốn. Nhưng mà cũng rất may là cái quá trình làm mình đã thường xuyên copy lại những cái hình ảnh này, nên nó có cái hình ban đầu, thì cứ từ đó mình phiên nó ra thôi.